Ok, hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Chào mừng các bạn đến quay lại với Area Story. Lần trước chúng ta đang Area bị ốm nên là chúng ta phải tự đi khám phá một mình. Oh yeah, có tự nhìn. Tại sao mày lại ở đây hả? Tại sao mày lại ở đây? Có lẽ là nhường đường cho mình. Chắc là mình kiểm tra rồi, hình như là không có gì thì phải. À bên này đường nó cụt đó. Những cái sách nó cũng chả đọc được luôn. À, có lẽ là nên kiểm tra chỗ khác. Wow wow wow. Hey đầu. À, có con thỏ như kia được không? Chúng ta nên đi vào trong đây. Bởi vì không có đường nào để đi cả. Ê, hey, hello mèo. Oh, cat mình không nghĩ là nó... Các bà mày nói cái gì nó rõ đi xem nào. Ờ, cái gì? Không kịp đọc, nhưng mà nó, cơ bản mình nói bản nó thích sách. Ờ, có nào gì ở đây không? Ờ, con có thể nhìn thấy một mặt trăng đẹp từ cửa sổ. À, những bông hồng rất sắc mình không thể đi qua được. Vãi chưởng, bây giờ mình phải làm gì? Hello mèo, nó có thể tao biết làm gì không? Phắc bà mày. You asshole. Mất dạy. Hey. Mặc dù mình chả có gì nè. Từ đó mình có gì không nhỉ? Ơ, một cái nông á. Ồ. Mình nhặt được từ bao giờ vậy? Không biết đấy. Ở đây kèm vào cái nông này. Vậy là mình có một cái nông này, nhưng mà cái mình chắc là cái nông để dùng để viết chăng? Ok, mình sẽ quay lại mình đi tìm lọ mực. Thế mày có thể cho ta biết lọ mực đâu không đi? Nhưng lọ mực ở cái phòng kia thì phải. Chắc là có phòng này. Ok, vào đây nào. Nọ mực à? Well, không phải, không phải thật. Mình nghĩ đây là một con thú vật hấp dẫn. Cho xem nào. Không gì nào. Thật là không có gì luôn. Ok, mấy bạn đùa ác vậy. Mình nghĩ là một con phòng còn lại. Mình không biết là cái nọ mực có thể tìm đâu ra. Có thể cho tao đi qua đây không? Cảm ơn đi mà. Sao lại khó khăn vậy? À, mình có thể tìm được cái gì? Ô, quyển sách to này. Thế mà không biết sớm. Giờ thì chúng ta có thể... đấy. Lấy cái gì ở dưới đây chứ? Mình tưởng đầy đầy được mấy cái này chứ. Mình được cái kéo để cắt hoa hồng trắng. Phải trưởng thật. Đấy, cái này cả quá trình này. Nào, có thể vỡ mồm cái này. Fuck. Dễ, việc này quá dễ dàng cho mình. Giờ rồi sao? Ok. Sợi đừng dán những cái gì đâu. Ok, giờ chỉ việc đẩy thẳng luôn là xong rồi. Sợi bờ rổ vãi. Nào, đi đến đây. Tiếp đi, ok, ngon rồi. À, đấy. Chê, chúng ta có thể lấy cái kéo. À, không phải là có thể mà là đã lấy được cái kéo. Yeah boy. Ờ, bức tượng vẫn ở chỗ vùng. Đù cái gì vậy? Well, well, well. Có vẻ thằng nào đã định tát mình nhưng mà không thành công. Hello mày nghèo, mày nghĩ ra video này. Còn phía bạn. Mình có thể dùng kéo để cắt cái này. Không cắt đi để em cảnh à?
đánh nhau là tự dùng mình. Ok, chúng ta có thể cắt hết hoa hồng, lấy nỏ mực. Nhận được mực và cái nọ mực phát. Xếp. Giờ chúng ta có thể đi tiếp rồi. Dán đi đến giờ. Cái sách tao quay lại để viết cho mày này. Tức là mình cứ nghĩ con này sẽ cho mình bay qua đấy cơ, nhưng mà mình phải đẩy cái sách. Có vẻ cái kia vẫn còn dùng được, biết. Giống chuyện về Dracula Don Mu để em tôi biết nào. Đừng lo lắng để tôi biết. Thật là kỳ diệu, mình nghĩ nếu mình không dừng cái này mình không biết. Viết kết thúc rồi, xin lỗi, tay của tôi đau nên là tôi viết không tốt lắm. Đừng lo lắng, thật tuyệt vời, cảm ơn bạn đã giúp. Rồi sao mày cho tao cái gì không? Oh my god, có gì lâu đài hơi giật mình tí thôi. Có vẻ nó sẽ cho mình đi ngoài kia. Sợi. Chê. Hay nhỉ. Coi là thế giới cái gì mà đến giờ vẫn chẳng có cái gì gọi là nắm. Đấy. Mình là đấy của mình có thể quay lại cứu Aria rồi. Mình có thể quay trở lại với Aria rồi. Đâu phải bán. Con này là ngồi đọc sách à? Ha. Gì này? Nào đừng đi theo nó chứ này. Mày nhìn thấy con gì ở kia chưa? Nào bình tĩnh nào chị ơi, bình tĩnh. Xếp ra. Cửa xếp gì vào đấy. Từ xếp đã nào. Hấp tấp phải cứ. Oh my god. Đây ở đâu nghe trông vẻ lạ quá. Một thư viện với những quyển sách. Nó còn chả biết có được gọi là thư viện nữa không. Nhìn gì mà bán, nhìn chả giống thư viện lắm. Không quay này thằng chết tiền kia đi tìm giờ. Tuy nhiên một cánh cửa đã. Cánh cửa của thế giới mở cho của Aria tôi chưa biết. Tôi nhìn thấy cửa hồng chứ. Mày đang dụ tao vào đấy à? Mơ đi nhá. Không rồi. Chả hết cả mình. Chỉ là mình mở cửa đấy thôi mà. Không mày đi. Ô, có vẻ nó biết mày thế giới ở đây này. Mình không thể quay trở lại được. Đây là đâu? What? Từ đó là... Đây là... Fairy Tail. What the fuck? Chắc là thế giới còn lại. Romance horror thì chắc mình phải ở đây à? Nhưng mình nghĩ là mình nên ở lại đây. Mình sẽ làm gì? Mình sẽ mình nên nghĩ. Mình nghĩ là trước khi Adu đây rồi. Hello Levin. Con gì đây Levin? Thôi bảo cô này đừng mở nó đó, còn mình không mở. Tôi không mở. Thôi được rồi. Này nó này, tôi tìm được cái chìa khóa. Legacy Key. Tôi muốn trả lại cậu con dao. Đây, có thể được khiển tiếp rồi. Cái việc quan trọng nhất của mọi thế kỷ là phải ra đây xếp. Mình quên mất. Thế trong đây thì chả có nhạc gì cả. Đó là thực phần đó. Nó khuyên mình à? Fuck. Con chả biết có dùng được nữa không. Khóa hết vào làm cái khỉ gì. Thứ này là thì khi vậy chắc là đéo cùng ở đây đâu. Ok boy. Thật là vãi trưởng. Ô đây là đâu. Đù con gì kia. Thực ra chỉ là con thỏ bị treo trên con chuột à? Lần trước mình bị nó hù phải không? Con khốn nạn. Có nhiều không chết. Hey, đồng đâu? Hey, nhiều quá. Thưa các bạn này. Tại sao chúng ta lại phải đi xa vậy để quắt? Mới có cảm giác như mình vừa quay về chỗ cũ sao ấy?
Đây phải là cửa không? Đây đâu? Nãy chỗ mới à? À thì đây, cuối cùng họ đã tìm được cánh cửa kinh dị area, area khu vực kinh dị. Nó đang kết thúc một cái gì? Cô ấy hứa là cô ấy sẽ cho tôi xem. Narrator. Tôi không phải narrator, tôi là người mình boring nhưng mà ra đây con này nó lại nhận nó là cười. Tôi là người mình và không ai muốn là bạn cả tôi muốn. Nhưng bây giờ tôi không muốn là tôi thật sự là tôi cả, và một khu vực nào đó tôi đã bị nhốt vào sách nên là không tồn tại nữa. Tôi là tôi. Thực ra đấy chỉ là bản sao của nó thôi. Aria, cậu là cô gái thích sửa sách và mua nó để mua bán thời gian để đọc. Người nghiện sách, một sách. Evin là nhưng mà anh ấy viết được cái sách, anh ấy là một nhà văn. Và bây giờ và tay năng thực sự của tôi đâu phải là người dẫn thư mà xuất hiện mà là Seminar. Tôi là storyteller, người kể chuyện. Storyteller, tại sao lại từ narrator thành bạn? Tôi không biết câu trả lời, nhưng mà tôi biết là có ai đó đã cho tôi biết, nhưng mà một người đã nói với tôi có thể làm, nhưng mà tôi không biết là đâu cả. Người trong thư viện đúng không? Đúng rồi đấy, có một người trong thư viện, một người khác. Yes. Tôi xin lỗi anh, trong khi là đang là giờ tôi đã nói cô xin lỗi của anh. Đừng lo lắng. Nhưng mà tôi không muốn là tôi không muốn cô nói cô là human. Cảm ơn con này nó khóc ạ. Đau cô đấy đau à? Chiều này nó tôi cố nhớ một thứ gì đó. Tôi biết là có một thứ thì có thể giúp cô biết, còn làm cô biết. Đợi tí Aria. Aria sự thật là what happened? Cái gì? Tôi hiểu. Cái gì đây? Kìa. What? Ô không, xong rồi đẹp. Đơ. What the fuck? Điều này không thể được. Ok, cái gì vậy bạn? Thư viện. Ok, đây. Để sách. What? Sao giờ lại ngủ vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Mình cũng chả hiểu kịp hiểu nữa. Con này hiểu nhanh bao giờ. What? Tôi đã tiếp xúc cửa sách. Tôi sẽ nghĩ gì chứ? Tôi yêu chúng, cửa sách là sở thích của tôi. Đừng bảo là mình dính cái bát đĩa nha. Nhưng một ngày đó tôi sẽ biết ending. Nếu bạn biết gì tôi sẽ cố thử viết chúng. Ok. Tôi sẽ giúp bạn viết kết thúc tốt. Radia cảm ơn. Muộn quá rồi, tôi phải đi đây. Chứ tôi nên bạn nên về nhà sớm trước khi trời tối. Xong các bạn lại xem sau. Cảm ơn, lại gặp sau. Mình này. Thằng kia đâu rồi? Thằng khốn nạn nó đi mất rồi. Sorry nếu biết. Thằng, ta biết ngay mà. Where are you? Có thể anh bỏ mình này rồi. Tất cả lỗi của mình à? Đây là thôi nào bạn đừng khóc vậy. Để mình tăng âm lượng này đã. Có ai đây không vậy? Không, mình không được khóc. Không rồi đấy. Mình giỏi mà.
Mình sẽ cố gắng. Chuyện không thể kết thúc đây được. Yeah, mình có thể đi tiếp được rồi, fuck. Tôi đòi nó. Vậy thì cái phòng kia là cho mình vào làm gì nhỉ? Oh boys. À, một cái... Nhận được thư từ Nightwing đọc. À, đừng lo lắng, tôi ổn, tôi đã đến khu vực tiếp theo trong khi bạn đang ngủ. Tôi sẽ gặp bạn sau. Bạn thông minh mà, bạn thông minh và khỏe mạnh nên tôi là không cần lo lắng cho bạn nhiều. Giúp đỡ Phan và nở đấy. Thế đây là thế giới gì đây? À, từ ra đây mà. Fine Charger. What? Nó biết là khu vực gì à? Trước thì vào đã thấy cái gì rồi. Oh. Mình có thể chơi lại từ cái chat trên này. Đây, mình đẹp đẹp phòng nhớ mình dính quả bát đen thì vỡ mồm. À, cậu tên đây, khu vực này tên gì vậy? Tôi không biết tên khu vực này. Trong khu vực này bạn có thể tìm thấy bất kỳ cửa sách nào. Chúng có, nếu bạn thì chúng tôi có rất nhiều thứ mà. Ok, vậy là khu vực này có rất nhiều thứ, có nhiều sách trên giá. Ok. Có rất nhiều cửa sách trên giá, vậy là chúng ta biết là có rất nhiều sách trên giá. Hey Aria, cậu có thể nghe tới ứ? Hứ? Hả? Cái gì cơ? Thằng Ni nào kia? Ok, you are... Oh, thằng thủ thư nè. Bạn nghe này nó cười không? Nó cười một cách rất đèo đán như kiểu nó vừa bẫy mình trong đấy ấy. Tôi là từ thư viện trong thế giới này. Còn làm gì ở đây? Tôi không biết. Khi tôi dậy tôi đã ở đây rồi. Fuck mày. Tôi xin lỗi. À, vậy một lý do nào đó mà nó cười mà mình muốn đánh nhau của nó này. À, mai thư viện của tôi là tôi nghĩ là nói với Asgard from recently khu nàng gần đấy. Tôi lấy được phần myself. Tôi thấy tôi lấy khi bản thân mình là để chăm sóc cái cây và con thỏ đáng yêu. Tôi đã giúp đỡ và đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi là nhất trong vũ trên bây giờ. Tôi làm mọi thứ về tôi thích đọc sách. Bạn nghĩ sao? Thư viện đối với bạn như nào? My work is library. Fuck. My work is library. Thế giới sách của tôi. Đây mình được tính. Ok, chúng ta sẽ zono là chơi cả hai luôn cho chất. Tôi nghĩ là cả hai giữa với bạn well. Này đợi đã, tôi muốn nói chuyện với bạn. Thằng phía văn kia mà cho tao sang không? Vậy thì giờ mình sẽ có cửa ở đây. Well, có vẻ chúng ta sẽ không gặp rắc rối ở đây. Thằng mình kia tao sẽ giết mày sau. Ok, chúng ta đã sang ở bên này và chúng ta sẽ đuổi theo thằng mặt nhìn đấy. Dưới đây còn cửa đâu? Có vẻ là không thật. Có so many sách ở trên book à trên shelf. Hy vọng là mình không bỏ lỡ cái gì đó. Ok, vậy là bên này không có cửa nữa, về đi tiếp thước thôi. Hy vọng là cái thế giới này nó không có gì nhiều final bước. Vậy đấy, mình có thể đẩy cái cây đi. Mà mình không muốn làm thế. Ô, vòng tròn nè. Tại sao nó có một cái chỗ như vậy nhỉ? À, có một cái chậu hoa trên tỉnh của giá sách, nhưng mà mình không nghĩ mình không thể lấy đâu được. Có lẽ là sau này mình phải lấy cái nọ hoa đấy. Ok, cái nông này rồi. Ok, chúng ta tiếp tục đi khám phá tiếp cái thư viện này. Nó bảo là thư viện của tất cả thế giới. Chúng ta sẽ vào cái cửa đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy. À, cái cuốn sách đã chặn đây rồi nên mình không vào được. Đây, vào bên này.
tốt thôi, đã phải tìm được có gì đây. À, con thích sưu tập hoa chứ, những bông hoa có màu sắc như cầu vồng vậy, tất cả một màu sắc. Tôi nghĩ chọn một, bạn có thể lấy một cái, tất cả tôi muốn là sưu tập. Ok, nó thiếu một cái chậu hoa, và mình có nghĩa là cái hoa trên đỉnh quyển sách đấy đấy. Ok, chuẩn rồi đấy. À, nhớ cái cửa đấy mà bảo này còn rắc rối nữa. Bọt chèm chỉ. Có lẽ là nó thiếu cái bông hoa trên kia chăng? Mình có thể gắn lại lấy bông hoa được không? Có lẽ là không. Trước khi nó đổ xuống thì mình lấy được. May là vậy. Ok, chúng ta nên đến chỗ tiếp theo nào. Phát tại sao có một cái chỗ như vậy nhỉ? Ok, có cửa đây này. Đi theo từ... cái gì đấy? Đây là cái cây này. Cái cây mà mình nằm ngủ mất dưới gốc cây này phải không? Nhưng mà sao cái thư viện này nó lạ này? Đây là cái cây nó đã xuất hiện thư viện mà. Đây là nơi mà mình thích đọc. Tốt đấy. Nó ở bên cạnh lúc nào vậy? Cô có nhớ cái khi mà chúng ta đã đến cái cây này, đến gắn sao được cái cây này à? Chúng ta đã viết sao để nói chúng ta là bác bà mình. Tất cả chúng ta phải đã viết đã hy vọng, đã viết những hy vọng vào những ngôi sao và gửi lên đấy. Viết vào mọi người từ lớn đến nhỏ. Đây là khu này thật vui khi viết. Tôi thích đọc ở dưới những ước nguyện, những hy vọng của mọi người trên thế giới. Tôi hy vọng là họ, tất cả họ đều được thành sự thật. Tôi viết có một mày là toàn giật mình ý. Đúng rồi. Thằng khỉ, tôi giết mày sau. Có một tí gì đó rồi tôi muốn nói chuyện với bạn. Có một tao muốn nói chuyện với mày. Giờ mày có nghe không? Đấy, thấy chưa? Không thể tin tưởng vào thằng này. Anh ấy đi mất rồi. Mình có thể đi ngồi đây đọc sách, ngủ đến tối và có thể... đây là cái game mà bây giờ mình thích chơi nhất, là bởi vì là mình có thể đi đằng sau gốc cây chẳng hạn. Nhưng mà game này khác, mình còn bị hoa nó cản lại cơ vãi. Mình có thể cái đèn này được không? Không. Có thể lấy cái cây? Không. Ok, vậy chúng ta có thể đến cửa theo. May là đây không có gì hot. Cửa khóa, vậy chúng ta có thể... Sếp. Được rồi, chúng ta đi tiếp nào. Trên đường rất đẹp với mọi thứ. Nó có rất nhiều sao. Thật tuyệt vời, thật kỳ diệu. Có rất nhiều ngôi sao đấy, thật đẹp. Thế à, có gì nữa không? Có gì nữa không bạn? Có vậy đấy à? Hứ? Cái gì cơ? Có vậy thôi. Oh my god. Có một cái sao kìa. Có một cái sao gì đấy. Đấy. Nên được cái sao. Ok, chúng ta có thể làm gì với cái sao? Đúng rồi, chưa cho cái con cái sách kia. Hy vọng là mình kết thúc chuyện này nhanh. Này của... cho tôi à? Cô sao đẹp quá, cảm ơn. Đúng rồi đấy, con nhìn mày phán mịa đi, đánh nhau không hả? Mày có quyền gì mà mày để chặn tao đây? Mày sẽ bị nó lừa. Có lẽ mình không thích Zono nhiều nên mình xếp hơi nhiều tí. Đấy là lý do là mình chơi game nào bây giờ. Mọi người muốn lấy nó, tôi các bạn thắng game này. Không chơi bây giờ cắm đầu đâu nào. What the fuck? Mình biết nó ở đâu rồi đấy. Game này dễ vãi. Nó ở ngoài cùng. Ai giữ chìa khóa? Đấy. Surprise. Thì
cái mà tiếp theo sẽ khó hơn. Cái này nhìn ra một nó chỉ đá nhanh hơn thôi. Mình khá là giỏi trong mấy cái đồ đối như vậy. Mày thách mình thoát được tao đấy. Mày giỏi mày thoát nó đi. Fry khó chưa? Vẫn còn nữa à? Đừng bảo là một mày tốc biến rồi nhá. Làm quyển sách. Và mình chỉ nhìn quyển sách ở giữa thôi. Thằng ở giữa, chắc chắn là thằng ở giữa. À, giỏi chuẩn mẹ. Mình có pro. À, kêu kết thúc rồi, bạn thật giỏi. Sai, mình biết là mình giỏi mà. Mấy con phế vật làm sao mà khó khăn được mình vậy. À, chúng ta sẽ thể đi đến cái cửa tiếp theo mà không gặp một vấn đề gì về nỗi cửa này bị khóa phải không? Không, nó không hề bị khóa. Mình phải tìm bông hoa cho con này nữa. Wow, có nhiều chim quá. À, con chim nhỏ trên cái bản phát chỉ đơn giản vồn. À, chúng ta có thể làm gì được bức thư này không? Có vẻ là không. Nên để ý mấy cái bức thư dưới sàn nhà như vậy. Bởi vì là... Ô, con cú kìa, con cú đưa thư cho mình. À, nó có cú đưa thư mình lúc trước phải không? Hey, chuẩn rồi. Fuck bà mày nhiều đây. À, con thích đi với tôi không? Yep. À, con cú đã gia nhập tiệc thế. Đa chim được một quen lại nhìn mình à? Ok, cảm ơn các bạn đã quay lại nhìn mình nhá. Còn đỡ hơn là cái đám tượng lần trước hay là cái đám búp bê nó quay lại nó nhìn mình phắc và rong tim. À, giờ thì mày có thể cho tao lấy cho tao là cái gọi là cây không? Nào lên đấy nào. Thế tuần rồi đấy. Tao có thể lấy cái cây xanh ở trên giá sách của tôi không? Yep. Oh, bạn, tôi sẽ giúp bạn. Ở đây của bạn đây. Giờ chỉ việc giả tôi 10.000. Cảm ơn nhiều. Mày thấy sao nó bay vào người con này nó biến mất nhỉ? Bí ẩn thật. Ok, vậy mình sẽ đần bọc bông hoa lên, mình có thể ra khỏi thế giới này được. Tít! À, đây màu xanh, à, đó là thứ tôi cần. Tất cả màu sắc đã được thu thập rồi, cảm ơn bạn. Gì? À, cậu muốn đi tiếp với tôi không? Nope. Cảm ơn đã giúp tôi. Fuck, tại sao cú nó bị mất được? Đây cái nông chim. À, ok, vậy là chúng ta sẽ dừng tập này tại đây. Tạm biệt tất cả bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của Area Story. Mình sẽ xem hết của mình chưa xem của Beth mình nhưng mà anh ấy ra hết rồi đấy. Cái miệng kia đã dừa. Ok, vậy chúng ta sẽ dừng tập này tại đây. Fuck. Bye bye. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ mình.